Ngày hôm nay 24 tháng 11, Trung tá Phạm Văn Linh, trưởng công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tham gia làm luật tài xế mà chúng tôi phản ánh đã bị Ủy ban nhân dân xã quyết định giải tán. Theo Trung tá Linh, qua xác minh, lực lượng tham gia làm luật thực chất không phải là lực lượng dân phòng chuyên nghiệp. Nhóm người này là lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự do ấp 3 vận động và trang phục do trưởng ấp 3 tận dụng lại trang phục của các anh em dân phòng trước đó. Ủy ban nhân dân xã đã đình chỉ hoạt động của nhóm người này, đồng thời thu hồi trang phục, công cụ hỗ trợ theo trung tá linh từ tình trạng chúng tôi phản ánh công an xã đã tham mưu cho ủy ban nhân dân xã xem xét lại các mô hình liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn để có chấn chỉnh phân công giám sát